Dân xin chào tất cả các anh cần thủ nha, và quay trở lại video 1201 hôm nay. Tối nay thì nhà em về cần câu tay nha các anh, rất là nhiều cần đẹp luôn. Cần tay rút này, cần tay rắc cút, và đặc biệt là một cây hàng siêu hiếm của Dawa nha các anh. Dawa Carbon Whisker, Việt Nam duy nhất một cây nha các anh. Duy nhất một cây luôn, hàng đập hộp mới keng 8m1. Và cây này giá bán bên Nhật là 90.000 yên nha các anh, hơn 10 củ này. Rồi, về đây thì các anh sẽ mua được với giá chưa tới một nửa luôn, tầm 1/3 thôi các anh, chỉ khoảng tầm 1/3 thôi, giá cực kỳ hời. Anh nào sưu tầm, anh nào có sưu tầm trưng bày á thì không nên bỏ qua cây này nha. 8m1, hàng hiếm ạ. Rắc khúc 8m1 nha các anh. Và em có cả ba con máy câu, hai máy câu lua này, còn một máy là đánh lục nha các anh. Máy câu lục, câu bạc bãi. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship mỗi đơn cần 40.000, đơn máy câu phụ kiện là 30.000 một đơn. Canh đặt từ hai sản phẩm trở lên hoặc là thanh toán trước thì em hỗ trợ miễn phí ship ạ. Không tính với phụ kiện nha các anh, chỉ tính cần với máy nha. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em ghi bên góc trái này nha các anh. 0982 437343 để mình liên hệ số điện thoại giúp em ạ. Và đầu tiên thì em có mẫu cước cá chép nha các anh. Là cước cá chép, cước của Bassa, hàng chuẩn châu Âu nha các anh. Bassa này chuyên sản xuất những dòng cước chuẩn châu Âu 100% luôn. Và cái sợi cước của nó đây các anh. Sợi cước thì cực kỳ mịn luôn nha, rất là mịn. Cái sợi này nó dai lắm các anh, dai mà chịu được tốt cực kỳ luôn. Đường kính dây 0.22mm, size thì khoảng tầm là size 2.5. Size 2.5 nha các anh. Đường kính 0.22, đánh lua rất là mượt nha. Lua các anh dùng tầm dây này đổ lại thì ném mồi nó sẽ đi xa hơn. Còn dây to thì nó không đi xa lắm nha các anh. Và sức tải cá là 6,15 kg cá ạ. Một cụ như này là 150m dây nha các anh. Cứ một cuộn là 150m dây. Và em có combo là hai cuộn nha. Một combo như vậy là hai cuộn có giá là 120.000 mã A nha các anh. Mã A combo hai cuộn giá 120.000 ạ. Và tiếp theo mã B này. Mã B có một con máy Ryobi 6.000, máy chuyên câu lục nha các anh. Câu lục hoặc là canh đánh bạc bãi này đều ok hết. Ngâm lăng xê thì quá khỏe luôn các anh. Rất là khỏe. Chim chép này hoặc canh câu tra sông. Câu sông, câu hồ. Dài cước, lăng cước đây. Mọi chức năng hoạt động ổn định hết nha các anh. Và có thể đảo chiều tay quay được, đảo bên trái bên phải đều được hết. Hoạt động có chốt chặn một chiều. Và máy xoay không hề có tiếng xào hay lắc gì luôn nha các anh. Máy Enru luôn, đảm bảo nhận hàng như trên video ạ. Mình nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Và con máy câu này có mã là mã B nha các anh. Giá 260.000, 260.000 máy câu mã B, giá 260.000 ạ. Và tiếp theo mã C. Mã C thì có một con máy Dawa nha các anh. Đây là một con máy lua nha. Một con máy lua ngang sử dụng tay quay ở bên phía tay bên trái. Máy lua Dawa bản Brit 150L. L nha các anh. Sẽ cầm cần tay bên phải nè. Còn xoay máy là xoay tay trái. Đây hôm nay em có một máy đời cao của Dawa với một máy đời cao của Shimano. Các anh tham khảo nha. Máy đời cao mà giá chưa tới 1 triệu nha các anh. Còn này riêng máy này nha, trên các web là họ bán từ 1.250.000 nè, 1.3 trở lên hết nha các anh. Bên em thì có ít thanh lý nhanh để về mẫu mới, nhập vì nhiều mẫu để các anh có nhiều sự lựa chọn, cho nên là sẽ có giá thanh lý, giá mềm để các anh trải nghiệm. Chất lượng máy thì vẫn đảm bảo ổn định cho các anh nha. Vẫn đảm bảo ổn định này. Núm spool cân chỉnh mồi ở đây, và máy này có vòng tua là 6.4 nha các anh. Vòng tua 6.4. Tốc độ thu dây của nó nhanh nha. Máy lua thì trên 5 chấm là canh câu thoải mái rồi. Máy này á, nó có cái màu nước sơn, nó màu sơn đen nhám nha các anh. Đen nhám toàn thân luôn. Tay quay thì sử dụng là dạng tay quay đôi nè. Và điểm những cái chỗ màu gold như là ốc này, rồi spool. Núm spool nhìn nó rất là đẹp nha các anh. Cực kỳ sáng con máy luôn. Máy này thì em cũng có lấy một con ra em đi test thử trải nghiệm rồi các anh. Ném á, nó hỗ trợ ném dây xa nha. Mình chỉ cần cân mồi chuẩn. Canh cân mồi chuẩn thì khi canh ném dây á, nó không có bị rối dây nha. Không hề rối dây luôn. Máy này nó có hỗ trợ chống rối dây. Với lại ném mồi xa. Quay quá mượt mà canh. Cái lô cước thì làm bằng kim loại này. Dòng máy đời cao của Dawa nha canh. Máy đời cao chứ không phải máy tầm trung hay máy máy cổ đâu. Vì thân của nó là carbon này. Tay quay kim loại. Mình cầm con máy vào là biết ngay chất lượng là canh. Trọng lượng là 195g. Chạy 4 bạc đạn. Chạy 4 bạc đạn nha. Và mã máy câu mã C ạ. Mã C, con máy này có giá là 990.000, máy câu mã C nha các anh, có giá là 990.000 ạ. Và tiếp theo mã D, mã D sẽ là một con máy Shimano dòng Kaios 151HG. 151HG nha các anh, máy Shimano ạ. Đây mời các anh xem máy nha.
Đấy, còn máy này thì cũng quá đẹp luôn, nước sơn đen nhám nha các. Tại ở đây nó có lấp lánh kim tuyến nè các, ra ngoài trời nhìn nó đẹp lắm. Con đi câu ban ngày á, nắng vào nhìn máy nó sáng cực kỳ luôn, máy đời cao Shimano 151HG. Máy này thì sử dụng hệ thống phanh SVS, SVS 6 cánh nha các, SVS 6 cánh. Phanh là phanh hình như phanh ly tâm. Zin nguyên bản của máy nha các, chưa có qua sử dụng đâu ạ. Núm sabun ở đây, vòng tua thì quá cao luôn, 7.2. Đây là cái mẫu máy mới nhất của nhà Shimano trong năm 2023 nè các. Máy đời cao, máy mới nhất 2023, hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Tay quay thì sử dụng là tay quay đôi, tay quay kim loại luôn nha các. Tay quay kim loại luôn. Con này nước sơn đen nhám và điểm những cái màu đỏ như là lô cước này, rồi ngay phần tay quay, điểm màu đỏ. Ra ngoài nắng á các, còn ban ngày á, nhìn máy nó đẹp cực kỳ luôn. Và con máy này có mã là mã D nha các, mã D cũng chạy 4 bạc đại luôn và vòng tua là 7.2. Máy câu mã D có giá là 1.650.000 nha, 1.650.000 máy câu mã D này các. Và mã tiếp theo nha các, tiếp theo đấy thì hôm qua em có lên báo là hai cặp, thì một cặp đã có một anh khách chốt rồi, còn cặp này á, thì có anh khách hẹn qua nhưng mà có công việc không qua được nào, thôi em đăng lên hành lý tiếp nha các. Còn một cặp duy nhất nha. Và cái phần đuôi nè các, phần đuôi nó làm nhỏ là các anh cắm xuống đất dễ dàng nha. Đà chống cần của Daiwa dòng Sundowner nha các. Mình gác cần trên này, gác cần trên này nha. Và nó có chiều dài là 1m1, tầm 1m đâu, à không, 1m nha các, thì nó dài là 1m, chống cần dài 1m, chống cần đa qua ạ. Và em còn hai cây thôi nè, thanh lý nhanh nha các, thanh lý nhanh combo hai cây này có giá là 250.000 nha, 250.000 combo chống cần nha các. Anh nào cần đang có nhu cầu thì liên hệ em sớm nha, em có một combo duy nhất thôi, giá là 250.000 ạ. Và tiếp theo bây giờ em sẽ lên những cái cần. Đầu tiên thì em cũng có một cái cây gỡ lưỡi nha các. Cái cây gỡ lưỡi này, cây này thì nó có chiều dài là 1m05. Chiều dài 1m05 nha các. Là bằng cái lóng của cần Ryobi này, Ryobi Metasi luôn các. Hàng Korea xuất thị trường Nhật. Là bằng cái lóng cần tay nha, độ chế này. Lấy cái lóng gốc rồi cán tay cầm cuốn chỉ. Ở trên này thì độ cái chỗ gỡ lưỡi nè các. Gỡ lưỡi nha. Cái này thì các anh có thể dùng để gửi sâu ở trong cái miệng của con cá, dùng gỡ sâu ở bên trong nha các. Còn như mà nó dính bên mép ngoài á, thì các anh dùng kìm nó sẽ nhanh hơn. Còn cái này là nó dùng cho cái lưỡi mà dính sâu, mắc sâu vào bên trong con cá luôn. Với lại dùng cho cá to, anh nào đánh săn hàng thì tham khảo những cái này nha. Cái này chắc là họ độ chế để mà cũng câu sang hàng các, đánh cá lớn nó mắc sâu bên trong thì dùng những cây này rất là hợp lý. Và mã số 1 250.000, mã số 1 gỡ lưỡi câu 250 ạ. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 thì em có một cây cần câu tay ráp hút nha các. Cần câu tay ráp hút phít có pha carbon nha, phít có pha carbon và cần có tổng cộng là 5 lóng, chiều dài là 4m8 ạ. Chiều dài 4m8, 5 lóng nha các. Và nhựa lóng này là phôi carbon pha phít giả trúc ạ. Phôi carbon pha phít. Và màu nút sơn giả trúc nha các. Màu giả trúc cần của Olympic này, cánh tay cầm cũng được quấn chỉ luôn và độ cứng là 3H nha các. Cái này có độ cứng 3H ạ. Và ngọn cần là 0.8 ly, cần có trọng lượng là 185 g nha các. 185 g cây này, mã cần câu số 2 nha. Mã số 2 giá cần là 390.000, còn có mã số 2 có giá là 390.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3, số 3 thì lên cho các cần câu tay carbon này các. Cần tay carbon dài 1m8, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Cái này nó quá nhỏ gọn. Nên mời các anh xem, 1m8 này, nhẹ tên luôn. Đại hàng mới về chỉ kịp vệ sinh thôi, chưa có kịp đo thông số luôn. Cái này 45g thôi các, 1m8, 45g nha. 1m8, 45g. Phôi là carbon này. Đậu bu nguyên zin luôn ạ. Bu nguyên zin luôn. Và cây 1m8 này nó có tổng cộng là 6 lóng nha các. 6 lóng. Đọt nảy tốt này, độ cứng 4H. Cây này gãy rô giết nha các. Gãy rô giết mà các anh câu mưa suối cả ngày á, nó không có hề mỏi tay luôn. Gãy rô giết rất là phê luôn nha các. Có nắp chụp đi kèm. Cây nào mà có nắp chụp thì em báo cả trên video luôn nha. Và sẽ gửi kèm cho các anh đầy đủ ạ.
và thông số ngọn cần ngọn 0.8 ly, trọng lượng 45g, mã số 3 nha các anh. Mã cần số 3 1m8, giá cần này là 368.368 nha các anh. Mã số 3 giá 368 ạ. Và tiếp theo là mã số 4 nha các anh. Số 4 sẽ là một cây cần Suyumi 4m5. Cây này siêu nhẹ nè các anh. Hàng 4m5 nhưng mà vỏn vẹn chỉ có 80g thôi ạ. Chiều dài 4m5 nha các anh. 4m5 và cây này nó có độ cứng khoảng tầm là 3.5 nha. 3.5H, cần quá nhẹ luôn các anh, cần mưa suối này. Tại mấy hôm nay các anh hỏi em hàng 45 với lại 54 mà nhẹ nhẹ nhiều nhưng mà em chưa về hàng. Thì nay mới về đây. Các anh xem được video mình liên hệ em sớm nha, vì những hàng này cháy hàng nhanh lắm các anh. Chiều dài là 4m5 Suyumi. Cần ra thì cũng tương đối thẳng nha, không có võng. Độ cứng 3.5H ạ. Và thông số ngọn cần là ngọn 0.7 ly, trọng lượng của cây này là 80g nha các anh. Trọng lượng 80g. Và cần câu mã số 4 ạ. Mã cần số 4, giá của cây này sẽ là 690.000 nha các anh. Cần câu mã số 4 có giá là 690.000. Cần mã số 4 nha. Cần tay Suyumi 4m5 690 ạ. Tiếp theo là mã số 5. Số 5 cây Suyumi này có cái màu sơn đẹp nè các anh. Nó là dạng xoắn vảy cá hai da và trên cái này nó giống như kim tuyến á các. Nó giống như ánh bảy màu á. Thì ánh bảy màu luôn. Suyumi chiều dài là 5m4, dòng Power Select nha các anh. Suyumi 5m4 và cây này có thông số ngọn là 0.8 ly ạ. 0.8. Mấy cây này thì cứng đều các anh yên tâm nha. Còn cứng đều. Độ cứng khoảng tầm là cây này nó cứng khoảng tầm là 4H nha các. Độ cứng 4H, carbon xoắn toàn thân nè. Độ cứng 4H ạ. Thông số ngọn sẽ là 0.8, còn trọng lượng là 175g nha các. 175g, cần ra thẳng này, cứng đều 4H ạ. Và cần câu có mã số 5, cần mã số 5 nha các, Suyumi. Suyumi mã số 5 có giá là 750.000, 750.000 cây cần câu tay nha các, carbon lông ngắn mã số 5 có giá là 750.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 6 nha các. Số 6 là một cây Suyumi Special Carbon nha, có chiều dài là 5m3 ạ. 5m3 có tem vàng nè, và cây này là hàng Korea nha các. Cán tay cầm thì cũng được làm nhám luôn, dạng cần lóng ngắn. Và thông số ngọn là 0.8 ly ạ. Ngọn 0.8, trọng lượng 205g nha các. Ngọn 0.8, trọng lượng 205g. Cần đẹp nè, mời các xem nha. Cần lóng ngắn 5m3. 5m3 xoắn toàn thân luôn ạ. Cần đẹp không lỗi lầm nha các anh. Nhận hàng được kiểm tra hàng đúng mẫu mã như trên video thì mới thanh toán nha các anh. Không lỗi lầm, xoắn toàn thân. Cái này thì nó có vài vết xước lông mèo nhưng mà không bị dập nha các anh. Không hề dập. Đấy, các anh nhận hàng được kiểm tra hàng nha. Em kiểm tra hết rồi, nó không có bị dập đâu các anh. Và ngọn là 0.8 ly, trọng lượng 205g, mã số 6, giá cần là 690.000. Mã cần con số 6, 690.000 ạ. Và tiếp theo mã số 7, cây này cũng nhẹ nè các anh. Shimano Carbon Holiday HG, chiều dài là 4m4, cần Indonesia xuất Nhật nha các anh. Đọt thì là đọt 0.7 ly ạ. Đọt 0.7 ly và cần có trọng lượng là 105g nha các anh. Chỉ vỏn vẹn 105g thôi, carbon xoắn từ lóng thứ hai. Xoắn từ lóng hai nha các anh. Và cây này độ mới và tầm là 95% nha, 95-97% luôn. Hàng tuyển chọn sách tay, tuyển chọn sách tay nha các anh. Cần gọn nhẹ nè, Shimano 4m4. Dòng này thì cũng chuyên mương suối nha các anh. Chuyên mương suối. Đấy, nhỏ gọn các anh đút ba lô này, cốc xe mà đi du lịch dã ngoại đem theo, tiện lợi cực kỳ nha. Cần đẹp không lỗi lầm ạ. Và thông số ngọn 0.7 ly, trọng lượng là 106g. Cần câu mã số 7 nha các anh. Mã số 7 và cây Shimano này giá là 1.450.000. Mã số 7 1.450.000 ạ. Và tiếp theo số 8 thì có một cây 2m1 rắp khúc nha các anh. Đây là cần tay trúc nha. Cần tay trúc nghệ nhân rắp khúc. Tay trúc nghệ nhân rắp khúc nha các anh. Ngọn này cũng là ngọn trúc luôn nha. Ngọn là ngọn trúc. Phôi lóng trúc hết ta. Và nó có một cái nắp chụp. Còn một cái nắp chụp bên này. Cần rắp khúc 2m1 và cần này có độ cứng là 3.5H ạ. Độ cứng của cần 3.5H. Và thông số ngọn là 1 ly, còn trọng lượng là 47g nha các anh. Mã số 8, cây này có giá là 190.000, 190.000 mã cần số 8, 190.000 ạ.
Và tiếp theo là mã số 9 nha các. Số 9 một cây cần trúc nghệ nhân luôn nha. Cây này hàng trúc nghệ nhân cho mình luôn. Đấy, cái gốc trúc nè các. Quá uy tín luôn. Màu nước sơn này. Và cây này thì có chiều dài là, cây này nó có chiều dài tầm 1m4 nha các. 1m4. Dạ cần Ikeda, đọt dẻo dai cong vút luôn ạ. Cây này các anh câu cái giò gì, cá đối chắp hanh đều ok hết. Đọt cực kỳ dẻo dai cong vút. Bát thì xuyên là Fuji Stainless LX6 nha các. Và thông số ngọn cần là 0.5 ly, trọng lượng 120g ạ. Mã số 9. Mã số 9 và giá cần là 550.000. Mã cần số 9 nha các anh, có giá là 550.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 10. Số 10 thì có một cây cần Ikeda nha các anh. Và cây này là cần carbon, dạng cần rút ạ. Cần Ikeda carbon, cần rút. Chiều dài 1m8 nha các anh. Và ngọn của cây này là ngọn 0.8 ly, đọt nảy lắm các anh. Đọt nảy cực kỳ luôn. Khoen thì là khoen kim loại, khoen nhỏ như này, khoen kim loại. Và khoen là khoen Fuji loại sứ xám ạ. Fuji sứ xám nha các. Full carbon toàn thân luôn, chiều dài là 1m8. Bát Fuji FS5, bát gập, cán tay cầm này, quấn chỉ, quấn dây mây. Tem đây các, tem đầy đủ luôn, 1m8 nha. Và thông số ngọn cần, ngọn là 0.8 ly và cần này có trọng lượng là 105g ạ. Cần câu mã số 10, mã cần số 10 có giá là 550.000, 1m8, mã số 10, 550.000 ạ. Và tiếp theo là mã 11 nha các anh. 11 cần câu tay đai qua rắc hút nha. Và cái này chiều dài là 3m6, cứng đều 3.54H ạ. Cứng đều 3.54H. Tất cả các lóng đều là carbon hết nha các anh. Ba lóng là nguyên zin này, chỉ có lóng ngọn là màu đen thôi. Nguyên zin nguyên bản của cần nó là như vậy ạ. Cán tay cầm cũng quấn chỉ quấn dây mây luôn. Và thông số ngọn của cần này là ngọn 0.8 ly nha các. Ngọn 0.8, độ cứng đều 3.54H. Chiều dài là 36 ạ, 36 đa qua nha các, đa qua nội địa Nhật. Và trọng lượng của cần là 82g ạ, 82g. Cây này có mã số 11. Mã 11 và giá cần là 680.000 nha các. Mã cần 11 có giá là 680.000. Còn đa qua rất phút nha, đa qua Japan. Mã 11 680 ạ. Và tiếp theo là mã số 12. 12 thì có một cây tắc tích hành choi nha các. Cần tắc tích hành choi, cây này thì dài 2m4 ạ. Chiều dài 2m4, đầu bu xoay 360 độ chống xoắn dây này, có nắp chụp. Nắp chụp zin luôn nha các anh. Cái này thì độ mới và tầm là 98-99% luôn. Vì nó có hộp này, hộp này hộp zin với lại một cái túi zin đi kèm. Đầy đủ nắp chụp, còn thì không có lấy một vết xước luôn ạ. Cái này các anh mua không khác gì hàng đập hộp luôn nha. Không khác gì hàng đập hộp luôn, lóng zin này. Cái tay cầm cũng quấn chỉ và ráp vào nó thẳng lắm các anh. Cái này cứng đều 4H, cực kỳ thẳng. Alo thì xoay 360 chống xoắn ạ. Và đọt cần 1.1 ly, trọng lượng 42g, quá nhẹ luôn. Cực kỳ nhẹ nha các anh, phải 2m4, 42g. Mã số 12 và giá cần là 790.000, 790.000 mã số 12 ạ. Và tiếp theo mã số 13. 13 thì có cây Olympic ráp khúc có chiều dài là 5m1 nha các anh. Cần Olympic ráp khúc này, 5m1. Có tổng cộng là 6 lóng. 6 lóng tất cả. 6 lóng thì hết 4 lóng là carbon giả trúc nha các anh. Hai bốn lóng carbon giả trúc, còn hai cái lóng này á thì cái nước sơn của nó là dạng màu xanh nha, màu xanh rêu các, dạng màu xanh rêu. Còn bốn lóng này sẽ là giả trúc cho mình ạ. Olympic có tem vàng đầy đủ luôn, cán tay cầm thì quấn chỉ nè. Và cái này cứng tầm là 3-3.5H nha các, 3-3.5H. Giá trị sưu tầm cao nha các, sưu tầm trưng bày đẹp. Olympic 5m1 và ngọn cần là 0.9 ly, trọng lượng 125g nha các. 125g, mã cần câu số 13. Mã 13 và cần Olympic này có giá là 790.000 nha các. Giá cần là 790.000. Olympic ráp khúc nha, mã số 13. 790.000 ạ. Phôi của nó là phôi carbon và cái màu sơn giả trúc nha các. Giả trúc hết 4 lóng luôn. Carbon giả trúc ạ. Mã số 13. Và tiếp theo là mã số 14. 14 thêm có một cây ráp khúc, cây này như là 4m8 các anh. Chiều dài cần 4m8. Cái màu giả trúc của nó quá xuất sắc luôn các anh. Độ mới phải tầm 99% luôn. Màu nước sơn quá đỉnh.
cánh tay cầm nè, quấn chỉ cho mình ạ. Cái lóng nó dài nha các, lóng dài 48 nè, còn có tổng cộng là 5 lóng, nắp chụp đôi luôn này, nắp chụp, túi đựng cần, 5 lóng tất cả, lóng zin hết luôn nha các, lóng zin toàn bộ luôn. 5 lóng thì hết 3 lóng là carbon giả trúc, còn 2 lóng kia thì màu đen nha các, hết sơn màu đen. 5 lóng giả trúc, chiều dài là 4m8 ạ, có tem vàng nè các, có tem vàng đầy đủ. Và cây này có độ cứng là 3.5 cho đến, không, cây này cứng 3.5 nha các, cứng 3.5H. Nước sơn quá đỉnh luôn các, quá xứng đáng để sưu tầm. Và thông số ngọn là 0.9 ly, trọng lượng là 110g nha các, cần câu tay carbon nội địa Nhật nha. Đấy, cái màu giả trúc nó quá đỉnh luôn các, sưu tầm trưng bày là hết nước chấm luôn nha, tem vàng đầy đủ cho mình ạ. Thông số ngọn 0.9, trọng lượng 110g, mã số 14. Mã 14 và giá cần này là 1.686.1686 nha các, số đẹp luôn các, về đi câu cho may mắn, lên cá rực rỡ nha. Và tiếp theo là mã số 15 ạ. Tiếp theo 15 này các anh, vừa rồi là 14 nha, tiếp theo 15, một cây cần tay rắc phốt nội địa Nhật luôn, cây này dài 4m5, chiều dài 4m5, độ cứng 3.5H, cánh tay cầm quấn chỉ, có nắp chụp zin này các, nắp chụp zin luôn. Cây này nó giống như cái phôi của cần Shimano si trắng á các, giống y hệt cây si trắng luôn, có 5 lóng nha, 4m5, 5 lóng. Alo zin luôn này, này alo nguyên zin, phôi y chang cây si trắng luôn nha các, hai lóng này sao màu trắng này, còn ba lóng này màu kem sữa nha, còn đẹp lắm anh, không có lỗi lầm gì hết, zin nguyên bản, nhận hàng bao kiểm tra hàng ạ. 4m5, 3.5 đến 4H, đo 0.8 ly và trọng lượng là 106g ạ. Cây này có mã số 15, mã cần câu số 15, giá là 1.250.000, 1.250.000 mã số 15 nha các anh, 1.250.000 ạ. Và tiếp theo mã 16, 16 thì có một cây trúc đắp hút, chiều dài là 4m23, 4m23, cây này là còn trúc nha các anh, dạng trúc nghệ nhân, có túi này, có nắp chụp, túi zin, nắp chụp zin luôn nha, túi zin, nắp chụp zin, bản này bản sưu tầm này các, còn chất lượng lắm, dành cho các anh dân chơi hàng trúc nghệ nhân, tất cả các lóng đều trúc nha các anh, kể cả ngọn luôn, đều là trúc hết ạ. Trúc toàn bộ cho mình này, cán tay cầm cũng chỉ có nút cao su, chiều dài 4m23 nha các anh, 4m23 và thông số ngọn cần, ngọn của cái này là 0.9 ly ạ, ngọn 0.9 ly, còn trọng lượng là 120g nha các anh, 120g, còn quá xuất sắc luôn các anh, trúc thật 100% nha, thật 100% mà họ làm giống y hệt là carbon luôn các anh, là y hệt carbon luôn, ngọn cũng là ngọn trúc nè, các anh nhìn xem cái phần đốt cắm này mình biết nè, trúc nha. Và mã cần câu số 16, mã 16 cái này có giá là 2.500.000, mã 16 nha các anh, giá cần 2.500.000 ạ. Và tiếp theo số 17. 17, hàng nghệ nhân sưu tầm luôn các anh, cũng là trúc ráp khúc 3m3 nha. 3m3. Nghệ nhân luôn. Rồi, cái này nội địa Nhật 100% được các anh. Hàng chính hãng nội địa Nhật luôn. Mấy cây này thì chắc là không cần tên vàng rồi. 3m3 nha các anh, trúc này, tất cả các lóng đều là lóng trúc hết. Hôm nay về được hai cây còn trúc quá đẹp nha các anh, cả năm mới về được hai cây quá xuất sắc như này luôn, và có cả nắp chụp zin, nắp chụp nguyên zin theo cần ạ, túi cũng là túi nguyên zin luôn nha các anh. Và thông số cần, thông số ngọn là ngọn 1.1 ly, cây này có độ cứng là 4H nha các anh, ngọn 1.1 ly, còn trọng lượng là 150g ạ. Mã cần câu số 17, mã 17 và giá cần là 3.150.000 nha các anh, 3.150.000 mã số 17, 3.150.000. Tiếp theo số 18, cần câu tay carbon 5m4 ạ, phôi carbon sóng vân toàn thân, cần tay carbon 5m4 và nó sẽ có tổng cộng là 6 lóng nha các anh, và 5m4 6 lóng. Cái này thì phô của nó giống như là phô sóng vân đó các, phô sóng vân,
Căn đợi tí lấy cái ngọn ra cho căn xem. Cái này thì nó cứng đều nha căn, 3.5 cho đến 4H. Còn tay Nhật thì chủ là họ đánh cảm giác, họ đánh lấy cảm giác nhiều hơn là đánh bạo lực sang hàng. Các anh tìm cần bạo lực sang hàng thì inbox em có vài cây khác gửi các anh tham khảo nha. Đấy, 5m4 này. 5m4 full carbon xoắn, độ cứng tầm là 3.5 hết cộng 3.5. Và thông số ngọn. Thông số ngọn cần là 1 ly nha các anh, ngọn 1 ly, trọng lượng của cây này là 160 g ạ. Con mã số 18, mã cần câu số 18 và giá của cây này là 1.550.000, 1.550 nha các anh, mã số 18, 1550. Tiếp theo mã 19, đa qua full hợp nè các anh, đa qua carbon whisker. Đầu whisker nha. 8m1, 270 g, đọt 0.8 ly. Mỗi lóng là 1m05 nha các anh. M05 có tổng cộng 9 lóng và gốc là 17.3 ly. Một cái hộp nha các anh, hộp đựng cần này, nắp chụp đôi, túi nè các anh, túi này túi túi nhung luôn, túi nhung xịn luôn, whisker 8x1 này. Một cái sen cần, cái này ở Việt Nam có duy nhất một cây luôn nha các anh, duy nhất một cây luôn, 8x1 ráp khúc. Cái tay cầm quấn chỉ đây ạ, từ whisker đa qua nè các anh, đo 0.8, trọng lượng 270 g. Ở đây mời các xem lóng bên trong, nói chung là nó mới ken nè, mới ken, hàng hàng còn hợp, hàng sắp tay, mới ken luôn các anh. Rồi tiếp theo hai lóng kế tiếp, quá xứng đáng để sưu tầm nha các anh, hàng chuẩn sưu tầm. Các khúc 8m1 là hàng cực kỳ hiếm luôn các anh, cả năm cũng mới về được một cây hàng hiếm như này, các bạn xoắn toàn thân. Còn đây là ngọn mặt cầm đây ạ, họ 0.8 ly nha các anh. Giá bán bên Nhật của cây này là 90.000 niên nha, 90.000 niên. Vì yên vừa rất giá nữa rồi nè, em chưa có check, nhưng mà cây này em về cả tháng trước thì không có tính giá yên hiện tại được nha các anh. Nhưng mà cái giá em để cho các anh thì cũng chưa tới 1/3 cái giá mới luôn, trong khi cây này nó vẫn còn đầy đủ, không khác gì cây còn độc hợp cho mình luôn. Em để các anh giá cây này là 4.600.000 nha, giá là 4.600.000. Cây cần câu tay, cần câu tay đa qua ráp khúc nè, 8m1, giá là 4.600.000 nha các anh. Các muốn xem thêm chi tiết cần thì mình cứ liên hệ em nha. Nói chung cây này là nó không khác gì cần mới luôn, full hợp đầy đủ phụ kiện. Mã số 19 nha các anh, mã 19 giá là 4.600.000 ạ. Và cuối cùng kết thúc video là một cây chuyên săn chấm đen câu mè đánh tự nhiên nha các anh. Cái này là của Herabuna, có chiều dài là 6m3 ạ, đọt 1.2 ly. Và độ cứng thì cần cứng đều 5H nha các anh, bạn cần tay lóng dài sang hàng. Cần câu tay carbon lóng dài sang hàng nè các anh, cứng đều. Ra cần thẳng tưng luôn, đảm bảo không võng. Các anh muốn xem video ra cần thì liên hệ em nha. Cái này phô lóng đẹp lắm các anh, màu đẹp cực kỳ luôn. Cái này các anh câu ban ngày á, mình ra trời nắng, nhìn nó sáng cây cần lắm ạ. 6m3, 5H, đòn 1 ly 2, trọng lượng 224 g. Phô dày nha các anh, phô rất là dày, phô chuyên săn hàng. Và bên dưới nắp đuôi á, nó sẽ có một cái khoen nè. Khi nào mà các anh cần dùng dây bảo hiểm thì mình kéo ra, còn không thì mình đậy như này, nhìn nó rất thẩm mỹ luôn nha các anh. Và mã số cuối cùng, mã 19, giá là 1.050.000. Mã số cuối cùng, à không, mã 20 chứ, mã 20 nha các anh, giá là 1.050.000 cái này ạ, à, Herabuna. Bên xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh em nha. Chào tạm biệt các anh ạ. À.